Xin chào toàn thể anh em đam mê chơi BCB các bác nhé. Đấy. Đó, hôm nay em có một số băng kẹo thì có một cái băng kẹo này thanh lý cho anh em, giá là 100.000 các bác nhé. Con này thì vì sao thanh lý? Con này không biết tại sao nó bị kẹt một chút các bác. Đấy, về các bác nào biết cách khắc phục thì các bác xử lý hộ em nhé. Đây. Khi mình nắp kẹo vào quay nó hơi bị kẹt một chút thì thanh lý cho anh em 100.000 nhé. Đấy. Còn cái này là băng đạn thì để cho anh em chơi những cây quy sói và FX các bác nhé. Đấy. Cái băng đạn này thì hiện tại là em đang lên cho bác cái mẫu này là mẫu 5.5 các bác nhé. Đấy. Mẫu 5.5 nó sẽ có 11 viên này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 các bác nhé. Đấy. Hiện tại một cái băng kẹo như này em đang bán giá công khai cho anh em 270.000 bao ship tại nhà cho anh em. Anh em mua hai cái thì em lại bớt cho các bác 50 nhé. Đấy. Các bác mua một cái là 270.000. Và cái này thì nó bị kẹt một chút, em thanh lý cho anh em 100.000 nhé. Đấy. Tiện đây em cũng có một con chân kính liền khối thanh lý cho anh em 300.000 nhé. Đây, con này là con chân kính liền khối hạ ngắm các bác nhé. Có cái này la bàn các bác nhé. Có la bàn này, có cân bằng giòn nước các bác này. Rất chi là xịn sò. Cái chân kính liền khối này thì sẽ là dây 11 để anh em nắp vào những cây con đu các bác nhé. Đấy, con này là chân kính liền khối hạ ngắm dây 11 để anh em lắp con đu các bác. Đấy. Thanh lý cho anh em hôm nay 300.000 các bác, 300.000 con chân kính này. Dạ vâng, bác nào muốn lấy con chân kính liền khối này thì là 300 các bác. Cái này các bác lắp vào những con kính phi 30 cũng được, phi 25 cũng được các bác nhé. Đấy, phi 30 thì cứ thế này các bác lắp vào. Còn nếu bác nào lắp vào những con phi 35 thì sẽ có theo một bộ đệm như này các bác nhé. Đấy, để anh em lắp vào những con kính nhỏ phi 25. Đấy, 300.000. Các bác nào muốn lấy con chân kính này alo nhanh tay đến hai đầu số hộp số. Còn băng kẹo này 100.000. Đây, em lên cho bác con giảm này cũng thanh lý cho anh em nhé. Con giảm FX nhé. Giảm FX mẫu này là giảm FX... đây giảm FX Evun các bác nhé. Giảm FX Evun con giảm này thì sót cái thì giá thị trường đang bán 450, hôm nay thanh lý cho anh em 400.000 các bác nhé. 400.000 một bộ giảm FX, cái này có ôm cành phi 28 và bộ giảm mặt trước nhé. Đấy, thì bên em chuyên bán một số phụ kiện BCB, các bác nào muốn mua hàng thì có thể vào kênh của em xem một số phụ kiện nữa em cũng bán trên kênh. Nhưng cái video này thì em chỉ giới thiệu cho bác về hai cái món đồ thanh lý con chân kính này và cái băng kẹo này nhé. 100.000 thanh lý cho em 100.000, nó bị kẹt một chút thôi, về bác nào khéo tay hay làm các bác xử lý lại cho em là được. Cái này thì em cũng bận rất chia nhiều công việc nên em không có thời gian xử lý lại, thu thanh lý cho em 100. Còn các bác nào muốn lấy băng kẹo mới như này nhé, băng kẹo mới như này thì là giá của nó sẽ là 270.000 các bác, 270.000 bao ship tại nhà cho bác. Các bác nào đi chơi thì mình làm khoảng độ tầm 2-3 băng kẹo này mình đi chơi là được một buổi ok rồi. Các bác làm 4 cái thì đi hết buổi, các bác không phải thay tháo gì nhé. Đấy. Thì một cái video rất chỉ là ngắn thôi, em giới thiệu cho bác về cái mẫu băng kẹo và thanh lý cái chân kính và cái băng kẹo này và cái giảm các bác nhé. Bác nào muốn mua hàng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.